Mình đang ở một lễ hội Nhật Bản tại Hà Nội. Hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản. Anh thấy em rất là xinh, em có thể gửi lời chào đến khán giả của anh được không? Konnichiwa, gozaimasu. Em đã bao giờ đọc truyện tranh chưa nhỉ? Em có. Truyện tranh Nhật Bản có kích thích em không? Nó đau giống kiểu đau dễ thì ấy. Chúng ta đang ở lễ hội gì hả em? Tên tiếng Nhật Osu Taku thì em không nhớ. Mọi người đến đây để lấy lời cầu, lời chúc. Anh thì xin thú thật là anh đến đây để ngắm bọn em. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Và ý nghĩa của lễ hội này là gì nhỉ? Truyền bá văn hóa Nhật Bản đến mọi người ở Việt Nam, nhất là sinh viên. Sinh viên thì anh nghĩ là người ta nhắc đến Nhật Bản, người ta sẽ nhắc đến cái tên Maria Ozawa. Maria Ozawa. Maria Ozawa là ai và cái tên này gợi cho em điều gì về văn hóa Nhật Bản? Em không biết. Cái tên này gợi cho em điều gì về văn hóa Nhật Bản? Chắc là về cái truyền thống mà con người con gái Nhật Bản là một người con gái truyền thống. Maria Ozawa. Vâng ạ. JAV vậy. Em không. Em có bạn trai chưa? Em chưa. Ngây thơ quá. Em chưa mảnh tình vất vai từ xưa nay. Maria Ozawa là chị là thánh nữ. Thánh mà anh. Truyền bá văn hóa ra cho giới trẻ Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Mang văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với thế giới. Đấy đấy. Những cái lễ hội như thế này nó không có cái sức lan tỏa. Từ những đứa trẻ tầm 6 tuổi cũng ra hỏi Ozawa ai cũng biết là thánh nữ. Chúng ta không được cứng, chúng ta phải mềm. Đúng rồi. Cái nhìn thấy Ozawa là không được cứng mà chỉ được mềm. À không, nhưng mà em lại nhìn thấy em lại cứng anh ạ. Làm sao được, em cũng biết cái đấy em không kiểm soát được. Kimochi aku. Konnichiwa. Kimochi iku.